tập viên Tuấn Anh, từ thời báo.de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Chân dài Ngọc Trinh bị công an dinh vào khám. Hối đại gia xanh mặt. Chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam. Được biết Người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trinh bị bắt theo điều 318 Bộ luật hình sự. Trước đó, trên các trang TikTok, Instagram, Facebook có tích xanh của người mẫu này, có đăng clip chính cô chạy mô tô phân khối lớn, thả tay, hoặc nằm trên xe tạo dáng trong khi mô tô đang lao vun vút. Vì clip chơi dại này mà tối ngày 9 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức mời cô lên đồn làm việc và cô đã bị xử phạt. Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra, công an thành phố Thủ Đức cho biết họ phải xử lý vì Ngọc Trinh là người có ảnh hưởng nhất định đến giới trẻ và hành vi điều xe như trong các clip thể hiện là nguy hiểm. Điều đáng nói là Ngọc Trinh điều khiển mô tô phân khối lớn trong khi cô chưa có bằng lái. Thực ra, Ngọc Trinh không chỉ ảnh hưởng đến giới trẻ mà còn ảnh hưởng đến cả giới mày dâu. Giới này gọi màu sơn trắng miệng phủ lên những chiếc ô tô xịn là màu trắng Ngọc Trinh. Lâu nay, cộng đồng mạng đồn đoán rằng đằng sau sự giàu có của Ngọc Trinh là các đại gia giấu mặt. Trong đó có một vị tỷ phú hải ngoại đã từng cặp kè với Ngọc Trinh làm hao tốn giấy mực một thời. Có thể, việc Ngọc Trinh bị bắt sẽ khiến nhiều đại gia sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tội điều khiển xe máy thả tay không đến mức bị khởi tố. Tuy nhiên, khi công an mời Ngọc Trinh lên làm việc, thì lại lòi ra tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Thường tội làm giả giấy tờ liên quan tới những thương vụ làm ăn mờ ám nào đấy. Mà một khi đã sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, mà lại có những hành động gây chú ý, để công an mới lên làm việc rồi khui ra cả chùm, thì có lẽ đây là một hành động dại dột. Lái xe thả hai tay chỉ là một trong những việc cô người mẫu này gây scandal trên mạng xã hội. Đã từ lâu, Ngọc Trinh được mệnh danh là nữ hoàng nội y, khi mà trên truyền thông cô thường diện những bộ độ xuyên thấu để thiên hạ ngắm nội y. Đây là công thức cô sử dụng khá thành công để tạo độ hot. Đáng kể nhất là lần cô mặc bộ váy xuyên thấu tại liên hoan phim Cannes 2019 làm bùng nổ các luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng nghệ sĩ mà vào tù thì xem như đời đi xuống điều đáng sợ nhất đối với một nghệ sĩ là sợ xã hội quên mình bởi mức độ nổi tiếng không những làm nên danh vọng mà còn góp phần tạo thu nhập cho nghệ sĩ cho nên việc làm mới bản thân trước công chúng là một điều bắt buộc đối với người nghệ sĩ họ tìm mọi cách làm mọi việc miễn sao để cho mình được nổi những nghệ sĩ có tài năng thực sự không nhiều cho dù có tài năng mà không có cá tính thì cũng rất khó nổi cho nên người nghệ sĩ nào cũng vậy họ phải cố ăn mặc lòe loẹ loẹt đi xe đắt tiền khoe đồ hiệu khoe thân thể nếu là người phụ nữ có ngoại hình đẹp và nếu là người không đủ tài năng thì họ nghĩ đến hạ sách là gây scandal như khoe thân thể hoặc có thể thực hiện những hành động có chút nổi loạn như ngọc trinh biểu diễn mô tô vừa qua nhiều ý kiến cho rằng hiện nay chân dài này dù có khoe nội y thì cũng không thể tạo tiếng vang được nữa bởi cộng đồng mạng cũng đã no nê hình ảnh xuyên thấu khoe nội y của cô nên việc tập lái mô tô và biểu diễn là một cách làm mới và thực sự cô đã tạo được hiệu ứng mạnh mặc dù có ý kiến phê phán nhưng nhiều hơn là khen ngợi đạt mục đích gây tiếng vang nhưng cũng kéo theo rắc rối người nào cũng có một thời huy hoàng có lẽ thời huy hoàng của ngọc trinh đã hết cô chỉ muốn cộng đồng mạng chú ý tới mình nên đã làm những điều mà ít phụ nữ nào dám làm tuy nhiên cô đã không lường được rằng cô bị điều tra tội này thì lại lòi ra tội khác người nghệ sĩ một khi đã vào tù thì rất khó để lấy lại phong độ, dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa. Và có lẽ, đây là bài học cho nhiều nghệ sĩ, cần phải sống tử tế hơn, đừng làm chuyện mờ ám rồi thân bại danh liệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin. Chân dài Ngọc Trinh bị công an dinh vào khám. Hối đại gia xanh mặt. Các trang cá nhân của Ngọc Trinh đều đã bị khóa sau khi cô bị bắt. Tuổi trẻ tối ngày 19 tháng 10 loan tin Facebook Instagram của Ngọc Trinh đã khóa. Theo đó, tối ngày 19 tháng 10, trang fanpage chính thức của người mẫu Ngọc Trinh với hơn 2,7 triệu người theo dõi và Facebook cá nhân của cô đã bị khóa. Tuổi trẻ cho biết, trang fanpage chính thức của người mẫu Ngọc Trinh thường xuyên đăng hình ảnh đi dự các sự kiện đã bị khóa. Trước đó, trang này đã đăng tải hình ảnh Ngọc Trinh tạo dáng bên xe mô tô và cả video clip cô chạy mô tô không mặc đồ bảo hộ với các tư thế như nằm, quỳ gối trên yên xe bị ngã. Tuổi trẻ và hầu hết báo chí nhà nước đều cho rằng, hình ảnh clip này được lan truyền nhanh trên mạng xã hội, bị cộng đồng mạng lên án. Không rõ, cộng đồng mạng lên án Ngọc Trinh như báo chí đưa tin gồm những ai. Không thấy bất kỳ một tờ báo nào trích dẫn những bình luận chỉ trích lên án Ngọc Trinh, mà chỉ thấy những phân tích một chiều của báo chí nhà nước lên án nặng nề cô người mẫu này. Bản tin trên báo Tuổi trẻ. Trong khi đó, trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều phân tích của các luật sư về sự sai trái lạm quyền trong hành động bắt người tùy tiện này của công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ cũng cho biết, trang Facebook cá nhân mang tên Trần Thị Ngọc Trinh hay đăng tải hình ảnh hoạt động đời thường và dùng để livestream giao lưu với khán giả cũng bị khóa. Trước đó, trang này có đăng clip cô điều trị vết thương do bị ngã khi điều khiển xe mô tô. Tuổi trẻ dẫn lời Ngọc Trinh từng nói, không gỡ video clip cô chạy xe bị ngã là để cảnh tỉnh cho người khác không giống mình. Cô khẳng định không có ý thách thức gì. Ngoài ra, vẫn tuổi trẻ cho hay một trang fanpage khác mang tên Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng đang chủ yếu hình ảnh và các clip trải nghiệm ẩm thực, cũng bị khóa vào khoảng 21 giờ tối ngày 19 tháng 10. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Việc khám xét nhà của Ngọc Trinh là một chuyện cực kỳ vô lý, bởi hành vi gây rối trật tự công cộng, nếu có, thì đã quá rõ ràng, chỉ có thể thu giữ chiếc xe đã sử dụng để gây rối, chứ không có lý do gì để khám nhà. Trừ phi có ai đó mơ tưởng cái kho đồ hàng hiệu của cô. Một bài viết chụp mũ với những ngôn từ cực kỳ đau to bố lớn. Cũng trên báo Tuổi Trẻ chiều ngày 19 tháng 10, có bài phân tích vì sao Ngọc Trinh bị bắt. Theo bài báo này, Trần Xuân Đông, Người dạy lái xe mô tô trong Ngọc Trinh đã cố ý mua chiếc mô tô biển số giả 59A3115.88 vì giá rẻ. Tuy nhiên, cơ quan công an không làm rõ Trần Xuân Đông có phải là người làm giả giấy tờ của chiếc xe kể trên hay không, cũng như chiếc xe đó có phải là xe có được do phạm tội hay không. Và kể cả trong trường hợp Trần Xuân Đông phạm tội cố ý tiêu thụ xe gian, thì chuyện này cũng không liên quan đến Ngọc Trinh. Tại sao lại bắt giam và khám xét nhà cô? Tuổi trẻ nói rằng, trong thời gian tới, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và những người còn lại có liên quan, nhằm xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Ngôn từ cực kỳ đau to búa lớn cho một hành vi ngẫu hứng làm nổi và mua một chiếc xe giá rẻ. Trong khi đó, những vụ án tài đình như năm cô tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy thì lại được thả trong vòng một nốt nhạc. Những quan chức tham ô triệu đô thì được châm trước được giảm án do có công với cách mạng, do khắc phục hậu quả nhanh chóng. Một nền tư pháp như vậy thì thử hỏi có người dân nào tin và phục được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin. Các trang cá nhân của Ngọc Trinh đều đã bị khóa sau khi cô bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất biên tập viên mỹ linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ ai thời báo de xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới